Đủ chưa con? Đây, Người. đủ rồi ha. Súp thì thường cả nhà mình có bà nội là buổi chiều chỉ ăn súp với ăn rau rồi thôi. Đi xuống đi con để té đó. Rồi đi lên ăn súp của bà nội. Cảm ơn bà nội nha, lên cảm ơn bà nội nha con. Vậy con chọn bà cô chú đi mày đấy, con chọn bà cô chú đi, nay con bị bệnh nữa nè. Đáng lý nay con lên nhà hàng của ba con ăn mà con bị bệnh rồi. Con buồn lắm, con không có chào luôn hả? Con không chào luôn hả con? Con đang ngồi đây con làm gì? Con làm súp với mami hả? Con đeo khẩu trang á, tại vì con ho, con sợ lây cho bà nội. Nên mẹ bắt đeo khẩu trang lại gần bà nội. Vậy là con chào bà cô chú Chào ông bà đi. Cười lên con, cười lên. cô chú anh chị em và các Con bạn. đang làm gì? Con đang chờ. Con đang nấu, con là gọt lau rau củ để nấu nấu súp với mami. Vậy đó hả? Đây nè mami nè, đòi ăn súp của bà nội nấu nha, chứ mà mẹ nấu là không có ngon, không biết làm sao nữa, cái mùi vị là bà nội nấu mới được. Chứ còn mẹ nấu là không có ngon, thì bà nội nấu là có khoai tây nè, có cà rốt nè, rồi có hành bô đó. Đó bà nội chỉ nấu rồi là như vậy thôi là ăn ngon ha. Rồi mà hồi bà nội sẽ bỏ tiêu rồi này kia vô đó, để hồi mình sẽ vô chia sẻ với mọi người sao. Đó bây giờ là ngồi chờ bà nội đó, thật kêu giận mình dẫn đi ra đường mà không chịu đi đi mua thuốc á, cũng gần nhà mà không đi là không. Giờ ngồi đây nè đó, ngồi đây chờ bà nội nấu súp, đeo bà nội cứng ngắc luôn, đúng không? Đúng không mày? Là đúng hả? Đây bà nội đang gót nè, bà nội nấu ăn ngon lắm luôn. Hay là ha, bà nội nấu ăn ngon không? Nó dạ ngon. Còn cái này hôm qua mình làm chả giò nè, chả giò con này bánh xèo hôm qua đâu làm đủ thứ món hết trơn, ăn không hết rồi để đây nè. Đó nhà mình không có bỏ cái gì hết trơn á. Rồi cái này thì mình để bỏ vô lò nướng á, mình nướng lại tùm lum món hết trơn, còn tủ lạnh còn đầy nhóc hết trơn, mỗi lần nhà có khách là vậy đó. Sao ngồi buồn vậy con gái? Sao đeo kéo khẩu trang xuống rồi, kéo lên con. Em không phụ. Đó, trợ nghiệp Sao không bị đeo em khẩu không trang đâu ông bà cô có chú ơi. Mai lấy phụ mà bà nội hả con? Mai lấy phụ bà nội hả? À, gửi mấy bolo ra kìa đó, đặng nấu súp đó. Đó. Ê la con làm gì đó trời, cái này là thợ này, thợ phụ này cũng hơi dữ hơn nha. Ờ, mami á, bà nội á rất là dịu dàng, rất là kiên nhẫn luôn á. Đó, bà nội nói chuyện nè. Có hai đứa cháu nội à, nên bà nội ôi là lo, bà nội quá trời luôn. Nè mai lít ăn 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 ăn, ăn dâu đi con. Nè mẹ 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 mai lít ăn dâu nha con. Mai lít ăn dâu nha, ăn dâu đi. Mẹ mẹ làm dâu cho con ăn nha. Nên nhau nha, nhau nhau với bà nội. Về nhau về dâu nè, dâu của bỉ nè, dâu của bỉ nè, hồi xưa hôm qua mình đi siêu thị á, 250 g thì nó 2,5 đồng. Mình thấy ngon quá mình mua về cho ông xã mình với lại con gái mình, hai đứa cho hai cha con nó ăn hả? Tại vì ông xã mình ít có chịu ăn trái cây lắm. Rồi con bé lớn thì hồi nhỏ ăn dâu chứ bây giờ là không có chịu ăn nữa. Đó, đổi đổi hết nè. Cái gì mà đó mình nói cái này không, con gái lớn mình không chịu. Để coi. Tại sao tại sao? À, vậy hả? Mẹ đừng nói con là không ăn nho dâu hả? Trời ơi, để mình phụ bà nội kìa. Rồi ngồi ăn. Thợ này thợ dữ nha, phụ mà hả? Ăn không hả? Hồi sáng con bệnh nó có uống sữa rồi mà giờ nó không có ăn gì trơn. Này mẹ lấy. Mẹ lấy mẹ lấy dâu. Con không ăn nữa con nói mẹ nha. Chừng nào con không ăn nữa con nói mẹ mẹ dẹp. Dâu bỉ. Dâu bỉ ở bên ở của bỉ.
rất là ngon luôn. Nó ngọt ngay à, nó nhỏ xíu mà nó ngọt lắm. Mày sao đẹp quá rồi gì đúng ngon phải. Trời ăn là làm việc được dữ ta. Ôi một chén là làm việc được dữ hen. Ôi. Ôi lụm lụm một lượt hai ba hả? Không ăn nữa hả con? Không ăn nữa hả? Ok. Thôi mẹ cất nha, chiều mơi mình ăn nữa, ăn nhiều quá không tốt, ăn nhiều quá đau bụng mà. Attends, okay. Est-ce que peut-être j'ai besoin encore d'une pomme de terre? D'accord. Hein, je sais pas. Mình nói để con giúp má dẹp cái này, má nói là để má coi cái nó có đủ không. Rồi hả, bỏ luôn. Rồi có thể là thêm, có thể là không. Thì mình chia sẻ với mọi người thêm là đối với những người mà ở Pháp thì biết rồi ha, còn những người ở ở Việt Nam thì chắc có thể là không có biết. Thì mà khi mà kết hôn với người Tây á thì người ta sẽ không có gọi ba má chồng bằng ba má, ba mẹ như là người Việt của mình, mà sẽ gọi bằng tên, với lại là gọi là trước phép lịch sự, là giống như là ông bà này kia, nói là mình nó dùng thẻ lịch sự á, chứ còn không có dùng cái thẻ mà thông thường giống là toi moa tức sao là mình phải dùng thẻ lịch sự á. Còn mình thì hồi đó mình mới quen với ông xã của mình á, mình không có biết. Rồi cái mình không có biết, cái mình tưởng đâu giống như người Việt mà nó cái mình kêu ba má. Cái khi mình qua đây mình thấy ông anh rể sao tự nhiên thấy kêu tên của ba má chồng mình á. Đây mình thấy mình chút coi sao mà ẩn vậy. Thì cái mình thấy anh rể sao mà kêu tên của ba má, cái mình thấy lạ, cái mình hỏi thì mình mới để ý là mình nói là ủa vậy là không có mình hỏi ba má vậy chứ, vậy thì ba má có muốn con đổi cách xưng hô hay không á, thì ba má nói là không có cần phải đổi, ba má thích nói chuyện như vậy á, mình nên đó giờ là mình cứ kêu là ba với má luôn hả. Rồi thì có nhiều người Tây á, người ta mới nghe người ta cũng thấy lạ ha, biết từ cũng quen với mình á, rồi cũng người ta cũng quen. Chứ còn thường thì người Tây người ta sẽ không có gọi ba má chồng, ba má vợ bằng ba mẹ như của người Việt của mình nha cả nhà, mà người ta sẽ kêu bằng tên vậy thôi hả. Chứ nói chung là những đứa trẻ cũng vậy, người lớn người nhỏ, ví dụ con mình gặp ông bà nội của bạn đi thì cũng gọi là tên luôn, chứ không có là kêu bằng ông bà gì hết trơn á. Tại giống như cái bên người Tây thì nó như vậy đó. Thì giống như con giống như bạn của con gái mình thì gọi gọi ông xã mình cũng bằng tên luôn, chứ không có là gọi bác hay là chú gì mà gọi là tên hết, chứ không có gọi vậy, chứ cứ gặp là con mình là tên mình Mai, rồi chào Mai, rồi chào Edith vậy đó. Như là người rất lịch sự, không bao giờ đi ngang trước mặt mình, rồi cũng không bao giờ là cái gì mà mình đang nói chuyện gì á, mà má mình cũng nắm chéo mà là néo một bên á, thì mới nói là má cứ làm công việc bình thường với con, chỉ quay cái phần của con hay nhỏ thì không có, má không có phiền đâu. Nên là giống như má không có phiền quay má, nhưng mà có mình nói giống như chị của ông xã mình là không có thích quay á, nên là mình không có dám quay má, sợ giống như chị có thấy thì mình không thích như vậy á, chứ má thì má muốn quay không có sao. Ông xã mình cũng dễ đó. Thì hôm nay mình chia sẻ với cô chú anh chị em các bạn về cái bà cháu nấu súp ăn, rồi chết rồi hết pin đấy. Chia sẻ thêm là cái cách xưng hô của người Pháp á, nói chung là của người Tây đi ha. Thì vậy đó, là nói tóm lại là người ta không có gọi ba má chồng, ba má vợ gì là mà ông xã mình cũng ngộ lắm, thì cũng gọi ba mẹ mình là ba mẹ luôn, chứ không có gọi tên. Nó cứ cũng như là cái gia đình nó hơi đặc biệt một chút. Thì mình thì gọi ba má chồng mình cũng ba má, rồi ông xã mình cũng gọi ba mẹ mình ba mẹ luôn, chứ còn những cái cặp gia đình, những cái gia đình khác là chỉ kêu tên thôi, chứ không có gọi ba mẹ gì hết trơn á. Còn thêm cái gì nữa, giống như mình nãy mình nói là con mấy đứa bé nhỏ hoặc là những nói chung là người lớn ngoài trừ gia đình thì người gọi là nếu mà trong gia đình thì gọi là sao ta, trong gia đình giống như là con mình gọi anh rể là chú, là dượng á, là chú vậy đó. Chứ còn nếu mà không phải gia đình là cứ gọi tên, không phải gia đình là gọi tên thôi, chứ không có cũng phải kêu chú bác gì chứ, cứ gọi tên là giống như nãy mình nói là con gái bạn của con gái mình á, kêu ông xã mình cũng bằng tên, kêu mình cũng bằng tên, rồi mà con gái mình cũng vậy. Thì mới lúc đầu mình nghe nó cũng không có được lễ phép lắm,
Nhưng mà cái đó là do cái gọi là cái văn hóa, cái văn hóa của người ta là như vậy, chứ không phải là người ta vẫn kính trọng, nhưng mà tại vì cơ thôi. Bà nội nói nhỏ rồi, bà nội nói mày biết rồi, lây bà nội hôi kìa. Có không, có lây bà nội không? Rồi bây giờ ngồi phụ nấu súp hay là ngồi phá chứ phụ cái gì? Đây nè. À, ngồi phá chứ phụ cái gì? Ôi hai đứa cùng nó đeo bà nội hết sức đeo luôn à. Thương bà nội dữ không? Dạ. Thương nhiều nhiều không? Dạ. Em bu cu ma mi? Ừ. Nồ bà bu cu. À, bu cu à, bà không có thương bà nội nhiều, nó có thương bà nội nhiều. Mai đứa có thương bà nội nhiều không? Dạ. Bu cu? Bà dạ. Bu cu á? À, mình ra làm bà vợ nó không có nhiều đâu, nó nhiều. Thấy thương hai đứa con nó mắc cười. Tại sao bà nội á, một năm có thể nói là gặp ba lần là nhiều rồi. Còn ở đây có những người ông nội bà nội á đi đó mà hai đứa con mình đâu có được như vậy đâu. Nên là mỗi lần gặp bà nội đã bà nội cưng chiều nó, trời ơi bà nội là như gọi là sao? Cá gặp nước hả? Tại vì mẹ ở nhà mẹ la quá chừng mà. Khoan. Đây bà nội đang rửa nè, đang rửa xong hành bô. Rồi bây giờ là bỏ vô nồi. Bà nội đang cắt nè, cắt nhỏ 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 thì súp của người Tây là như vậy đó. Súp là người Tây là cắt cỡ nhỏ nhỏ nhỏ, khoai tây nhỏ nhỏ nhỏ. Rồi bô lô, hành bô lô cũng nhỏ 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 vậy luôn. Thì bây giờ bà nội sẽ bỏ muối, mà muối hột quá. Và giống như muối tùy theo cái khẩu vị của gia đình mình thôi. Đây là nước thì mà má mình sẽ để vô cái cũng xăm xắp như vậy đó. Muối xong rồi giờ bỏ tiêu vô. Tiêu với muối. Rồi chỉ vậy thôi đó. Assez ça ne sera piqué. Voilà. Allez. Rồi chỉ vậy thôi. À, mà bà nội nói để má quậy lên cho con làm video. Đó, nước chỉ vậy thôi đó. Rồi bắt đầu mình đậy nắp là mình nấu thôi. Rồi bây giờ bà nội bắt lên nấu nè. Thì thường bà nội sẽ nấu trong một cái nồi áp suất á. Thì bà nội để đây. Thì tới giờ bà nội xuống bà nội coi. Thì thường thường cái này khoảng khi mà nó sôi lên á, rồi bà nội hạ lửa xuống, rồi cái để nó hầm chừng khoảng mình theo mình nghĩ chắc nửa tiếng á. Vậy thì mình sẽ đợi nửa tiếng để mình mở ra ha. Còn bữa nay trưa nè, bữa nay mình ăn, ông xã mình mua nhiều quá đó. Cái món này là của người Tây mà vào mùa đông người ta mới ăn. Thì giống như này là bắp cải hầm á mọi người. Thì mình không có biết cách nấu. Thì với thịt heo, với xúc xích rồi đó. Thì người ta khi mình mua ngoài chợ, dịch mà ông xã mình mua rồi là 2 ngày mà ăn còn không hết. Quá chừng là cái món này rất là ngon luôn. Gia đình mình ai cũng thích ăn á. Nên là ông xã mình mua về sẵn vậy, không có nấu ăn mà chỉ mua về ăn thôi. Thơm quá. Giờ dọn cơm cho bà nội với hai đứa con mình ăn cơm. 12 giờ mấy rồi. Quá. Wow. Nói đi con. Nó thấy nồi súp cái nó quá. Đây nè bà nội nấu súp xong rồi nè, đáng lý là súp là để chiều mới ăn á. Trời ơi, heo ho biết che miệng ra ngoài nữa nè. Nhưng mà bữa nay con bé nó bệnh đó nên là thôi mình hỏi con có muốn ăn súp buổi trưa không mẹ. Mẹ lấy súp cho con ăn. Vậy là hồi nãy là cũng có ăn miếng thịt ở trên rồi. Đủ chưa con? Đây. Đủ rồi ha. À, súp thì thường cả nhà mình có bà nội là buổi chiều chỉ ăn súp với ăn chua rồi thôi. Đi xuống đi con để té đó. Rồi đi lên ăn súp của bà nội. Cảm ơn bà nội nha. Lên cảm ơn bà nội nha con.